Dạ vâng, lại là em đây ạ. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ khả năng thu hồi phòng. Địa chỉ An Lão, Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Xin chúc mọi người có những ngày vui vẻ, phúc bên gia đình người thân. Dịch Covid đang rất là nguy hiểm rồi, anh em là đi mua xe đi mua sớm đây nhá. Liên hệ khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Ngày nay em đang có về mẫu xe Vios đời 2016. Đấy. Phiên bản E nhá. Hồ sơ đã rút cầm tay rồi. Bên em bao sang tên cho bà con có bác chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Và hiện tại thì bên em chào bán mức giá 355 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc về cho bà con có bác anh chị đã cầm tay đây rồi. Vậy thì bà con có bác anh chị nào mà chưa có xe đi lại, hãy lấy một chiếc xe về làm xe gia đình, xe dịch vụ thì liên hệ trực tiếp với em Đăng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Mẫu xe Vios mới về, sơn xi căng đét màu đen này. Tất cả các option như ví dụ như là vè cửa, nẹp cửa này, vè mưa, tay nắm cửa, hõm cửa, lẹp chân kính, đều lẹp chân cửa nữa, đều là chrome hết rồi. Làm chiếc xe trông rất là khỏe khoắn và sạch sẽ. Cam kết của em là không có đâm ra tai nạn ngập nước các bác nhé. Những xe lỗi em không nào. Đời cao đời 2016 này. Động cơ chỉ 1.5 thôi. Tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối, dòng xe thương hiệu của Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam đời 2016 phiên bản số sàn. Đó. Dòng này rất phù hợp cho các bác đi gia đình nhé. Màu đen trông rất là sang trọng. Sơn xi không phải làm 1.000 tiền sơn nào các bác nhé. Đấy, form mới từ 24 giờ lên là nó form mới như này. Nhìn nó khá là bắt mắt và đẹp đẽ. Dòng này là nồi đồng cối đá luôn. Thần thánh này, Vios thần thánh chỉ có tại Việt Nam. Mẫu xe mà bán chạy và tất cả các phân khúc nào cũng không bằng được. Vì đã ăn sâu trong tiềm thức của người Việt Nam mình, cái dòng Vios nó đẹp, nó nành rồi. Về tổng quan bên ngoài thì sơn xi không cần làm gì cả các bác nhé. Các bác quan tâm biển ở đâu thì em quay luôn cái tem đăng kiểm sẽ biết là biển ở đâu các bác nhé. Đây là biển 92 các bác nhé. Biển 92 là ở đâu ấy nhỉ? Quảng Nam hay sao nhỉ? Hình như ở trong Quảng Nam các bác nhé. Thì bọn em mua bán xe toàn quốc mà. Trong đấy thì anh em có thợ quen, anh em đi xem xe rồi mua cho bọn em rồi đánh ra ngoài này. Đây là cũng rất đơn giản thôi. Đi một ngày hơn một ngày là từ trong Bắc vào Nam thôi các bác nhé. Không có gì khó khăn cả. Dòng xe đẹp này chạy thoải mái, chạy bao, chạy dọc rất Bắc Nam luôn. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, em có thể test hãng cho bà con về vấn đề đâm đụng ngập nước cũng như là phần ở nội thất cũng như máy móc, là em cam kết cho các bà con là zin toàn bộ. Đấy. Không đâm va tai nạn để cho bà con lựa chọn làm xe gia đình an tâm. Chắc chắn luôn, xe là chắn bị màn hình cam nùi, thế có cam nùi đằng sau rồi. Đấy, lốp thì có quả thôi, hai lốp đằng sau hơi mòn tí, còn đằng trước thì còn đi được vài năm nữa. Bản đủ thì nó có trang bị thêm túi khí phanh ABS là đang đúc nguyên bản theo xe các bác nhé. Gương kính chỉnh điện, hai túi khí hai bên. Đời 2016. Dòng này vẫn là máy đen. À, máy trắng luôn à? Ừ, máy trắng thì giá này quá hợp lý luôn các bác nhé. 355 triệu đồng mà máy van đua kép ấy. Máy màu trắng. Ui, thế thì form mới rồi. Máy mới rồi các bạn. Tiết kiệm nhiên liệu hơn cả cái dòng máy cũ luôn. Nó chênh nhau tầm 0,5 lít trên 100 km. Nó tầm 5 lít rưỡi, 6 lít thôi. Đấy, tiết kiệm tuyệt đối luôn. Với mức giá chỉ với 355 triệu đồng. Máy mới các bác nhé, đời 2016. Đó, tiền nào của đấy bà con đến xem xe thì khả năng ô tô có lọc lá cho bà con. Đi lại xem xe trực tiếp tại Hải Phòng, liên hệ khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Xe này màu đen nguyên bản từ đầu các bác nhé. Đấy, màu đen nguyên bản từ đầu, không đổi màu, không có sơn xi lại, chỉ có tút tút tát rồi đánh bóng các thứ thôi. Xe rất là đẹp. Chỉ về ra tên trong vòng một nốt nhạc thôi các bác nhé. Chỉ một nốt nhạc thôi. Đấy, các anh em quan tâm đến dòng 20 năm em cũng bán tầm 365 triệu đồng đây. Đấy, xe gia đình xịn, không có taxi. Đó, chính chủ các bác nhá, tư nhân chính chủ luôn. Máy êm ru, không mất phần kéo chỉ nào. Thì đây, chiếc này các bác cũng muốn một chiếc xe rẻ, máy mới thì đây, em xin giới thiệu mọi người một mẫu xe đời 2016, máy trắng nhá. Mà giá chỉ có 355 triệu đồng mà thôi. Đấy, tùy từng phân khúc, tùy từng chiếc xe sẽ có mức giá khác nhau, bà con có thể đến lựa xem xe, liên hệ trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Đây, chúng ta cùng khám phá phần nội thất của chiếc xe nhé. Đời cao giá rẻ, xuất sắc luôn. Các bác nhìn này, phần tắp nô tắp ni của nó nhìn rất là sạch sẽ. Đó, ở đây vô lăng củ số đây, điều hòa, màn hình Android, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông, nội thất bọc hai màu, màu vàng bò và màu kem. Đó, đây. Keo chỉ cánh bên phụ là nguyên zin 100% nhé. Xe dọn dẹp rất là sạch sẽ rồi, không cần làm gì thêm cả, chỉ việc đổ xăng thôi. Cột kèo keo chỉ là nguyên zin các nhé. Cột kèo keo chỉ nguyên zin này, không hề mất phần nào luôn. Đấy.
rất là an tâm. Dòng đấy cao là bọn em làm xe chắc lắm, không làm xe lỗi, nên bà con cứ an tâm nhé. Đây, báo test hãng về vấn đề đâm đụng ngập nước cho bà con có bác anh chị được. Nên bà con có bác anh chị đến xem xe liên hệ trực tiếp em đang qua số điện thoại 032 60 62 789 nhé. Keo chỉ zin toàn bộ cơ mà, không lỗi, làm xe không lỗi. Cam kết cho bà con không lỗi nhỏ, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Đây các bác nhìn này, ngoài đô thị chỉ 5 lít này, trong đô thị là 7 lít 3, kết hợp chỉ có 5 lít 8 thôi. Đấy là anh em nó tính cái mức tối đa nhé. Còn nếu các bác đi mượt mà như em đi, mà em đi có kinh nghiệm taxi mấy năm đấy, em đi thì cũng chỉ 5 lít thôi, tiết kiệm lắm, cùng nắm 5 lít rưỡi là căng, không cần làm gì thêm cả. Đây keo chỉ này, nguyên zin hết này, lốp nắp có trang bị phanh ABS 4 bánh nhá. Cái này là nguyên bản theo xe, cái bản gì thì không có. Kia bản gì kia, bản gì đời 2015 em bán có 270 thôi bà con, bán một chiếc rồi còn một chiếc nữa, rất nhanh, bán nổ thì nhanh lắm. Yeah. Đây keo chỉ zin đét đẹp, toàn bộ đều zin nhé các bác nhé, không đâm va tai nạn ngập nước. Rồi chúng ta cùng khám phá xem cái màn hình này, can nùi này, đấy nhét căng luôn, không thiếu cái gì cả. Trần nỉ thì rất là sạch sẽ này, ông nào cũng giữ được cái trần này cũng khá là đẹp. Nói chung là đấy, đồng hồ thì 6,6 rồi đó. Đây chúng ta cùng kiểm tra cái phần điều hòa của chiếc xe xem. Nóng ngắt ngay, mát luôn. Đấy, YouTube được xe các bác nhé, có thể xem được YouTube luôn này. YouTube kết nối wifi và internet vào được, có kết nối wifi các kiểu, có hiển thị đồng hồ tốc độ trên màn hình đây. Đấy, nhiều tính năng điều hòa mát buốt. Bản E thì nó có thêm nhiều cái công năng, ví dụ như là gương kính chỉnh điện theo xe này, rồi thì cụp chè sinh nhân gương này, đầy đủ hết, nó nguyên bản theo xe, không phải nâng độ lên. Đấy, những cái đấy là nó nguyên bản theo xe luôn. Đấy, và con này máy rất là êm nhé, ngồi trong xe không nghe tiếng máy luôn. Đăng kiểm tháng 5 năm 2021. Đấy, về xe ở đâu, 92 thì ở Quảng Nam nhỉ? Chắc là Quảng Nam đấy. Rồi chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ, xem tình trạng động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Động cơ thì máy trắng các bạn. Máy trắng. Đây. Từ đời 2003 đến đời 2016, đầu 2016 thì nhà Toyota Vios nó trung thành với cái máy của con Vios là máy VVTi. Đây giờ nó lên hai cuối 2016 thì nó lên cái và máy đua VVTi này các bác nhé, màu trắng mà máy to hơn. Số khung số máy cũng dễ nhìn hơn nhiều. Đây số máy đây, số khung đây. Số máy đây các bác nhé, thằng đây xuống này. Rất dễ nhìn luôn. Còn số khung thì nó nằm ở dưới ghế phụ bên phải, ghế bên đằng trước bên phải này. Đấy. Mà máy nó là máy to các bác nhé. Cái keo này là keo nè của nhà sản xuất, nó là keo zin của cái chiếc máy này. Và máy này còn zin, chưa có hạ máy các bác nhé. Đây. Anh em nhìn sơn xi nằm trong máy móc còn nguyên zin hết, không mất phần nào luôn. Đó, rất là xuất sắc. Sạch sẽ đẹp đẽ, không cần làm gì thêm cả. Tình trạng xe đổ xăng và chạy, không cần làm bất cứ một vấn đề gì cả về chiếc xe này nhé. Cam kết cho em khả năng ô tô, xin cam kết cho bà con không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Đó. Máy zin, keo chỉ zin. Gầm bệ là rất là chắc chắn, chạy cực kỳ sướng luôn nhé. Giải thích thêm cái van đua này, nó có cái van biến thiên ở trong cái máy này, thì nó có thể điều tiết được cái lượng chân ga chân côn, dạng như cả máy eco đấy các bác biết không. Đấy, chân ga chân côn thì nó sẽ điều tiết về cái lượng xăng vào trong buồng đốt, thì nó sẽ tốt hơn so với cái dòng xe mà cơ, cái dạng cơ. Nhưng máy cũ thì thực ra nó không chênh nhau là mấy, cái dòng Vios này không chênh nhau là mấy đâu, nhưng cái gì nó mới thì nó sẽ tốt hơn rồi. Vậy thì bà con, bác vừa review cho bà con một mẫu xe mới về bên em, đời rất là cao, đời 2016, máy mới. Đấy, và giá cực kỳ êm nhé, chỉ 355 triệu đồng, có hỗ trợ rút hồ sơ gốc về cho bà con các bác rồi, sang tên trong vòng một nửa ngày các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào mọi người ở những clip tiếp theo của Khả Năng Ô Tô. Xin chào.